cái vùng thắt lưng trở lên, đặc biệt cái vùng xung quanh môi là gắn thắt lưng một gây ra, chủ yếu là thắt lưng một, ngược lại cái vùng thắt lưng trở xuống và đặc biệt là cái vùng sinh dục từ giá hấp cái này ra thì cái vùng sinh dục nó thuộc cái nhóm bệnh nhân thì có được sinh dục rồi và phía trên lên trên vùng thắt lưng và giá hấp thắt lưng một gây cái hình ảnh thật đang thấy cái thôi hình ảnh virus nó sẽ đi vào trong da, nó nằm ở đó nó không gây triệu chứng gì hết á, sau đó nó tươi vô cái gì mình cảm giác, nó tươi vô cái mũi, sau đó chờ thì tích nó sẽ ra da, nó giống giống bị động từ da, sợ cái này được gọi là điều trị không cần học ha, không cần học thuốc gì hết. Bây giờ khi cái gì mà hỏi bệnh cái gì mà bất kể
nếu mà ghi nhận được ghi cho những cái thuốc nào phát dụng thuốc nào mình phải tìm ra tỷ cái tỷ lệ gây dị ứng thuốc mình có là bạn làm báo gì nè để người ta xử lý nha. Cái đó là cái là nguyên cái quy trình để mà tiếp nhận tự do về dị ứng thuốc ha. Cái thời gian dùng thuốc cho đến khi phát ban nó rất là quan trọng, nó sẽ cho mình biết là bệnh nhân đang có cái loại dị ứng nào và cái dấu dị ứng nào. Rồi sau khi mà ngưng thuốc đó bệnh nhân có mất dị ứng không, rồi dùng lại thuốc đó bệnh nhân có dị ứng tiếp tục hay không ha. Nếu mà ngưng mà hết á dùng lại một bệnh nhân chắc chắn bệnh nhân dị ứng cái đó rồi thôi và thuốc khác được ta ha. Còn nếu mà ngưng mình cứ làm sao mình thử từ từ mà bệnh nhân không bị nữa thì có thể dùng được nữa ha. Dùng ra cái bài này nó làm chưa thì mấy cái ngày đây của khoảng thời kia thì mình biết cái căn cơ của nó rồi nha. Đây chắc cũng có người dùng về đây đó, phù mặt, phù vi mắt, phù môi, nên uống thuốc vô rồi thì hỏi ngày đây cộng với sưng môi sưng mắt nha, và bị hai cái này rồi thì phải sợ cái gì là sốc phản vệ nha. Sốc phản vệ là triệu chứng ở da và triệu chứng ở cơ, có thể bị trả nai hoặc có thể bị xuất tiểu một thôi. Cái này là các tay da dạng giác sẵn mà mình nói mà không biết sai, cái là cái mà hay gặp nhất, gặp hàng đầu luôn nè. Những cái sẵn, những cái giác hồng ba nhìn giống như biển nhìn quen các bạn cho virus. Nếu mà mình không hỏi về tiền sử dị ứng thuốc của người ta là mình sẽ không biết người ta đang bị dị ứng thuốc đâu, mình cứ nghi ngờ là hai những cái nguyên nhân khác nha. Cho nên bây giờ nên tập thói quen họ về dị ứng ăn, họ về dị ứng thuốc đi thì đừng có bị sót nha. Bệnh nhân dùng những cái thuốc kháng sinh, dùng thuốc chống co giật thường mình sẽ bị. Bệnh nhân tiêm những cái thuốc chống ung thư, tiêm ở đâu bị ở đó, sau đó nó phát ra hoặc là phát ra dạng giác sẵn, xem thương cơ bản của nó là giác sẵn. Kháng sinh chống co giật tạc một vài cái hình ảnh mà cái dị ứng thuốc mà tiêu biểu mình có thể gặp đó ha. Sang thương ngoài đây là cái sang thương sẩm phù, học tiêu thì đã học rồi, sang sẩm phù thì về với lúc tăng rồi biến mất, xuất hiện và biến mất trong vòng 24 giờ. Thì cái bài này nó chỉ có nhiêu đó thôi, cô chú lại cho tụi em học.